bây giờ là 9 giờ sáng và bây giờ mới là cái bình minh của mình. Dạo này mình chỉ có ở nhà ăn ngủ thôi, bởi vì dạo này dịch quá nên là mình cũng hạn chế ra ngoài để bảo vệ an toàn cho bản thân, cũng như là những cái người trong gia đình của mình. Thế nên là ngày hôm nay mình quyết định sẽ quay một chiếc daily vlog hàng ngày mình sẽ làm gì. Và đây sẽ là một cái pamper routines của mình, cũng để cho mọi người xem relax hơn trong những cái ngày mà mọi người có rất là nhiều thời gian ở nhà ấy, thì mọi người cũng có thể xem video này và chúng ta sẽ cùng chăm sóc bản thân với nhau nhá. Bây giờ thì bờ một cái tóc vào và chúng ta sẽ cùng đi đánh răng nha. Đây là cái nhà mới của mình, có một cái gương rất là to ở trong nhà tắm. Đấy, nên là mình khá là thích cái gương này. Đánh răng thôi, mình chuyển qua dùng cái bàn chải điện này cho đỡ lười đánh răng ấy. Dùng cái bàn chải thường đánh răng chán cực luôn ấy. Nói thật với các bạn là mình chẳng bao giờ dùng khăn mặt cả. Mình kiểu cảm thấy dùng khăn mặt khá là bẩn, bởi vì là mình cứ treo trong nhà vệ sinh ấy, rất là nhiều vi khuẩn. Thế nên là mình chỉ rửa mặt bằng nước với sữa rửa mặt, sau đó thì dùng bông tẩy trang để lau đi thôi. Mấy hôm nay thời tiết oi thực sự, mình dậy tầm phải tắm gội luôn, xong rồi tối lại phải tắm thêm một lần nữa. Mà nhá, mọi người vừa thức dậy thì đừng tắm luôn, phải đợi 30 phút cho cơ thể hồi phục mới hãng tắm, không thì lại bị đột quỵ đấy. Hôm nay là ngày tẩy da chết của mình, để mình cho các bạn xem một bào bối mới của mình nhá. Hôm lang thang trên mạng ấy thì mình thấy mo của em True Sky này, trời ơi giá rẻ lắm luôn ấy. Thế là mình mua về dùng xem thế nào, và nếu tốt thì mình sẽ review cho mọi người. Lần đầu dùng ấy thì mình nghĩ là em này sẽ không hiệu quả đâu, bởi vì là theo mắt của mình nhìn thấy thì cái mật độ hạt scrub hơi ít. Nhưng mà không nha, hạt này thì mình thấy là hoàn toàn không làm cháy da của mình mà lại lấy đi được da chết. Bạn nào mà da mỏng ấy thì mình highly recommend em này cho các bạn ấy. Với lại trời ơi cái mùi, mình thích cái mùi này điên lên luôn ấy. Mùi rất là ngọt luôn, đúng kiểu là mùi hoa quả. Mà trong những ngày nghỉ dịch ở nhà thì mình thấy đây là một mùi hương siêu siêu là relax luôn, mà các bạn không cần phải dùng đến nước hoa. À mà dùng xong thì da mềm xỉu luôn á. Em này sẽ giúp tẩy sạch bụi bẩn trên da và lấy đi tế bào chết. Còn nữa là nếu mà các bạn thường xuyên sử dụng tẩy tế bào chết ấy, thì em này cũng sẽ giúp loại bỏ sắc tố đen trên da nữa nha. Cá nhân mình thì siêu thích em này luôn, nhưng mà dung tích quá nhỏ. Mình thề với các bạn là dùng cho body thì dùng nhanh hết lắm luôn ấy. Thế nên hãng ơi, nếu mà các bạn đang xem cái video này của mình thì hãy làm size to lên nha. Tỉa. Hôm nay thì mình sẽ đặt cách cạo đi. Nói chung là mình chỉ quen cạo bằng cái dao cạo như thế này thôi, còn nếu mà cầm mỗi lưỡi thì mình không có làm được đâu. Thêm chút serum cho da mặt căng bóng nào. Để tăng thêm hương vị của cuộc sống thì chúng ta cần có nến thơm. Trong không gian thật yên lãng, cần ngay một em wax lông. Lột da đến đâu thì lông đi đến đó, cảm giác mới tuyệt vời làm sao. Đối các bạn biết đâu là điều quan trọng nhất sau khi mà các bạn wax lông? Chắc chắn sau khi wax lông thì các bạn nên làm dịu da để da của mình nó tránh bị tổn thương cũng như là được dưỡng ẩm. Thì sau khi mà mình wax được khoảng 1 tiếng mình ngồi đây thì da của mình đã sẵn sàng để mình bôi một loại kem dưỡng ẩm. Và ngày hôm nay thì mình có một loại kem rất thú vị dành cho mọi người, bởi vì đây là một loại kem dưỡng trắng cũng như là làm ẩm da mà theo mình thấy rất là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên, nên là mình muốn giới thiệu ngay cho mọi người. Và em này thì cũng cùng hãng với em tẩy tế bào chết mà mình vừa mới dùng lúc nãy. Và phải nói là cái bộ đôi này thì là một bộ đôi mà có giá, trời ơi mình thấy rẻ lắm luôn ấy. Nhưng mà đến khi các bạn dùng các bạn sẽ phải wow lên kinh ngạc với chất lượng của em này.
Đây chính là em True Sky và em này là Whitening Body Lotion. Và ngoài cái tác dụng làm trắng nhẹ nhàng thì em này còn có thể là dưỡng ẩm cho da của mình nữa. Và em này có chiết xuất lô hội ở trong này nên là rất phù hợp sau khi mà mình wax lông xong để da nghỉ một chút. Mình bôi lên thì làn da của mình sẽ được nghỉ ngơi và rất là mịn màng nha. Theo mình quan sát thì cả hai em này đều có bao bì khá là đơn giản. Nói chung là mình nghĩ là để giá thành tốt nhất đến tay của khách hàng thì chắc là họ cũng không có quá chú trọng đến cái phần bao bì ấy. Với mình thì với cái tầm giá rất là rẻ như thế này thì em này đã làm đủ một cái chức năng của một em body lotion rồi và mình không có đòi hỏi gì thêm. Và mình sẽ cho mọi người xem chất của em này nhé. Đây là một chất màu trắng có mùi lavender rất là thơm luôn. Mùi này thì thực sự đối với Chloe thì nó không phải là một cái mùi quá là yêu thích của mình ấy. Tuy nhiên thì những bạn nào mà là fan của cái mùi lavender này thì các bạn chắc chắn là sẽ rất là thích cái hương nồng nàn này cho mà xem. Và đối với cá nhân mình thì có thể là những cái sản phẩm dưỡng cho mặt thì mình không thích có mùi. Nhưng những cái sản phẩm mà dưỡng cho body nếu mà có mùi càng thơm thì mình sẽ lại càng thích hơn ấy. Cho nên là với những cái sản phẩm mà body mà nó có mùi thì mọi người cũng không phải quá là lo lắng về cái vấn đề nó sẽ gây kích ứng hay gì đâu. Bởi vì da body của mình nó sẽ không dễ dàng bị kích ứng giống như là ở da mặt. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn tậu những cái em có mùi hương như thế này. Bởi vì em ý vừa giúp da của mình nó giữ ẩm, lại vừa giúp cơ thể của mình nó thơm tho, nồng nàn, một cái mùi rất là tự nhiên. Chứ không phải là một cái mùi kiểu nước hoa quá nồng nặc. Bởi đôi khi trong những ngày hè mà mình sử dụng quá là nhiều những cái nước hoa thì nó cũng sẽ gây ra một cái gì đấy gọi là hơi phản cảm cho những người xung quanh và bản thân mình ấy. Thì mình thích cái bản thân mình nó có một cái mùi rất là tự nhiên, nó sẽ cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Nói chung mình thấy đây là một sản phẩm phù hợp cho các bạn tuổi dậy thì muốn dưỡng trắng, dưỡng ẩm nhưng mà lại không muốn chi quá nhiều tiền ấy. Chất kem của em này thì mềm mịn, dễ tán và dễ thẩm thấu lên trên da. Như mình đã nói thì mình thích mùi của em tẩy tế bào chết hơn. Kể mà họ có nhiều mùi hơn và có cái mùi như tẩy tế bào chết ấy thì mình sẽ hốt hết luôn. Khi mà bôi em này lên trên da thì da của mình nó rất mềm và mịn luôn. Nói chung là mình chỉ muốn tự sờ vào da luôn ý. Chloe sẽ dùng em này một tiếng sau khi wax để mà dưỡng ẩm và calm cái làn da của mình. Bôi ở người xong rồi thì các bạn đừng quên bôi ở chân chỗ mà chúng mình vừa wax nha. Và cái em này thì mọi người có thể là dùng từ phần cổ trở xuống. Chỗ nào các bạn cũng có thể sử dụng được nha. Dưỡng ẩm thì mình thấy em này khá là ổn, còn khả năng về dưỡng trắng thì mình sẽ phải dùng lâu dài hơn thì mới biết được. Với lại là dưỡng trắng ấy thì mình nghĩ cần phải kết hợp rất là nhiều yếu tố thì da mới lên tông được nhiều nhá. Bây giờ thì tóc mình đã khô rồi và mình sẽ đi làm tóc một xíu, make up một tẹo, và bởi vì là tí nữa mình sẽ có một cuộc gặp với vài bạn và mình muốn thuê mấy bạn sinh viên làm part time cho mình. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để đi gặp các bạn ý. Bạn mèo của mình đã dậy rồi nè. Tóc mình bị cắt hỏng nên vẫn phải tạo kiểu trước khi ra khỏi nhà ấy. Khi tô son thì các bạn hãy nhớ quy tắc nhạt trước đậm sau để tạo độ chuyển màu cho đôi môi nha. Trước mascara xong thì mình phải đi có việc đây. Và các bạn có thích những cái video daily vlog như thế này không? Cho mình biết nha. Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!